Không được đánh vào chỗ hiểm của anh ấy. Chỉ cần giữ được anh ấy, giật ngã anh ấy xuống đất. Ra tay đi. Nhanh, lấy cây ba chia ra đây. Lên đây. Lên đây. Tôi sẽ cho các người hiểu biết thêm thông thiên lôi là gì. Thả tôi xuống mau lên. Đám giặc cỏ các người, mau thả ông xuống đi. Tân Tử Huynh, mau thả tôi xuống đi. Anh lấy quán trả ơn. Tôi nguyền rủa tám đời tổ tông nhà anh. Báo cáo đội trưởng Tần, ngoài cổng thôn kéo tới một nhóm lính Đảng Quốc Dân. Đảng Quốc Dân? Phải, ước chừng hai đại đội, khí thế rất hùng hồn, nói là muốn gặp Tư lệnh Tiết. Mau thả ông xuống đi. Đứng yên, đứng yên. Đứng yên, không được nhúc nhích. Không được nhúc nhích, đứng yên. Có ý gì đây? Ý gì sao? Trong bao bố đang đựng cái gì? Sao phải lén lút đem đi như vậy? Cần gì phải vội vã vậy? Lưu Thanh, có. Trưởng quan, đứng yên, đứng yên, cấm nhúc nhích, cấm nhúc nhích, cấm nhúc nhích. Dám cử động, ông đây sẽ nổ súng ngay. Dám tới chỗ chúng tôi dương oai sao? Đơn Hải đang ở đây. Đơn Hải đang ở trong tay anh. Du Sĩ Nho, thiếu tá Du, tôi đã cho cậu đủ mặt mũi rồi. Sập bẫy của các người rồi, cậu còn muốn chơi tiếp không? Khỏi đi, chúng tôi đi đây. Họ Tiết kia, anh nhớ kỹ, tôi sẽ còn quay lại tìm anh. Vì đại nghiệp chống Nhật, hoan nghênh quân bạn tới mọi lúc. Đám rùa khốn kiếp, Tần Tử Huynh. Tôi tin tưởng anh như vậy, anh lại chơi tôi. Anh đừng có tự cao. Có tự cao hơn, anh cũng chạy không thoát đâu, hiểu không? Có tội hay không, tới nơi sẽ biết thôi. Tôi giết tiểu quỷ thì có tội tình gì? Có phải anh giết Chu Đại Mã không? Đúng là tôi rất muốn giết tên Chu Đại Mã. Nhưng Chu Đại Mã thật sự không phải do tôi giết. Khi tôi vào trong thôn, đã thấy người trong thôn chuẩn bị liều mạng với tiểu quỷ rồi. Trên trán Chu Đại Mã có dấu rạch tia chớp, là minh chứng tốt nhất. Dấu rạch tia chớp đó do ông ta tự chém mình, chứ không phải là do tôi chém đâu. Lúc đầu có một cô gái chạy trốn cùng với tôi, anh nhớ không? Cô ấy có thể chứng minh vết chém đó không phải do tôi làm. Cô ta đâu rồi? Ai có thể chứng minh cô ta là người của Chu Đại Mã? Cô ấy nói với tôi, cha cô ấy từng giết người của đảng cách mạng, giết những người đảng cách mạng chân chính, cũng giết cả cha nuôi tôi. Cô ta sợ các người trả thù nên mới bỏ chạy đó. Về chuyện này, chờ tới núi Nghi Mông, tôi sẽ báo cáo các đồng chí ở đó. Tôi theo anh tới núi Nghi Mông làm gì, Tần Tử Huynh?
Tôi nói nhiều như vậy anh vẫn không hiểu sao? Anh có lương tâm không vậy? Tôi từng cứu anh, anh cũng là một hảo hán, có thể dứt khoát một chút không? Có ơn không trả, lãi mẹ đẻ lãi con càng lúc càng nhiều, tới lúc muốn trả trả không nổi đâu. Anh muốn sao? Anh muốn sao đây? Muốn bắn tôi có phải không? Anh nổ súng đi. Anh bắn tôi còn đỡ hơn chịu đựng cơn bực dọc này. Anh nhìn mặt anh đực ra như con heo vậy. Anh có biết mình còn tệ hơn kẻ thối nát không? Hắn khác rồi, cho hắn ít nước tiểu ngựa đi, để xem ai dám chứ. Đội trưởng đã thăm dò đường phía trước rồi, không có chuyện gì. Lặng lẽ đi qua chỗ này, không được lên tiếng. Gặp phải tình huống gì cũng không được dừng lại, cứ việc tiến lên phía trước. Rõ. Chịu thả tôi rồi sao? Đi, đứng lên. Nè, các người mau cởi trói ra cho tôi. Nếu lỡ có chuyện gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau mà. Chuẩn bị. Ẩn nấp. Ẩn nấp đi. Yểm trợ cho Đơn Hải. Được. Đừng bắn trúng Đơn Hải. Tần Tử Quỳnh, giao Đơn Hải ra đây. Chúng tôi không làm khó các người. Du Sĩ Nho, tên khốn này, anh dám phục kích ông đây sao? Bắn cho tôi. Chuẩn bị lao ra. Đi, xông lên. Đội trưởng, súng máy của bọn chúng rất lợi hại, không xông qua được đâu. Yểm trợ cho tôi, tôi đi lấy mạng hắn ta. Ẩn nấp. Rút. Quay lại ngay. Đội trưởng. Đội trưởng, nhanh lên. Nấp đi. Nấp vào.
Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Đơn Hải, quay lại cho tôi. Đội trưởng, mau rút thôi. Mau rút đi. Mặc kệ tôi đi. Đừng lo tới hắn ta nữa. Mau, mau rút đi. Đội trưởng, mọi người mau rút đi. Để tôi yểm trợ cho. Rút lui. Lên. Dừng bắn. Các anh em quốc quân, tôi không phải cùng một bọn với họ đâu. Tôi tới nhờ các anh giúp đỡ tôi đây. Tôi nói rồi, tôi không cùng một bọn với họ mà tôi đang rất hận họ đó. Anh là Đơn Hải phải không? Anh nói coi phải không? Tôi nói có phải hay không à? Tôi nói là trói lại. Đừng nổ súng, tôi đi với các người được chưa? Nhanh lên đi, họ đang đuổi theo phía sau đó. Rút lui. Đi, nhanh lên. Có nhanh nữa, cũng đi vào chỗ chết thôi. Thà đi chậm rãi từng bước còn hơn. Anh làm gì vậy? Tôi đang học theo tiếng chim hót. Hiện giờ là tới mùa giao phối của chim. Tiếng hót vừa rồi là tiếng chim trống đang vô giọng gọi chim mái, nên tôi mới đáp trả để an ủi thôi. Không có gì đâu, tôi vẫn chưa học được tiếng sói tru lúc nguy khốn mà. Đứng yên. Anh nói chuyện còn đáng sợ hơn tiếng chim kêu nữa. Đại ca, lúc nãy là ám hiệu đó. Tôi biết rồi. Trước khi trời tối vẫn chưa tới nơi, chúng ta sẽ tìm một chỗ cắm trại trước. Lưu Thanh, dặn các anh em đề cao cảnh giác. Rõ. Xuất phát. Xuất phát. Mẹ, hôm nay tốt thật. Cô qua đẹp sao? Các người là ai vậy? Để tôi nói cho cô biết, thời buổi loạn lạc này, người Nhật có thể tới đây bất cứ lúc nào. Lúc đó sẽ giết người không chớp mắt. Ai còn dám ở chỗ vắng vẻ này mở quán bán nước bán bánh chứ? Các người là một bọn sao? Các người là... Nói hay lắm, hay lắm. Là mã tặc. Chúng ta đi mau. Định đi đâu? Đã vào túi của lão Hắc Miêu này, còn nghĩ tới chuyện chuồn đi được sao? Tiểu Sơn Báo, trói hai đứa nó lại. Anh dám? Sao tôi lại không dám chứ? Mau trói cô ta lại đi. Rốt cuộc các người muốn đưa tôi đi đâu đây? Đơn Hải, anh đừng vòng vo nữa. Tôi hỏi anh câu nào, anh phải thành thật trả lời tôi. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không có giết Chu Đại Mã, là ông ta tự ra tay chém mình. Chu Đại Mã quyết tử chiến với người Nhật. Nếu đã muốn chết trên chiến trường, sao lại tự ra tay chém mình? Chuyện nên nói tôi nói hết rồi. Được. Vậy trước khi Chu Đại Mã chết, có giao cho anh món đồ gì không? Món đồ? Món đồ gì? Đơn Hải, đừng làm bộ nữa. Anh là người trong giang hồ, tai mắt khắp nơi, tin tức ở đâu cũng nhanh chóng lọt vào tai anh. Nói đi, anh có lấy món đồ của Chu Đại Mã không? Lúc thì nói tôi giết Chu Đại Mã, lúc lại nói tôi lấy đồ của hắn ta. Rốt cuộc là tôi lấy cái gì? Đơn Hải, anh thông minh một chút đi. Hiện giờ anh là tù nhân của tôi. Tôi hỏi thì anh mau trả lời tôi. Nếu không, tôi sẽ trừng trị theo luật quân.
phim được dựng. Tất cả đứng yên, ngón tay ông chỉ khẽ cử động là trưởng quan các người sẽ mất mạng ngay. Người của tôi đã bao vây các người rồi, mau kêu họ bỏ súng xuống. Kêu họ bỏ súng xuống ngay. Bỏ súng xuống đi. Tám lượng chín tiền. Bước ra đi. Đông gia, theo lệnh căn dặn, mỗi người ngắm một tên, đang ngắm rất chuẩn đó. Không muốn đầu nở qua thì đừng có nhúc nhích. Nghe thấy chưa? Không muốn đầu nở qua thì đứng yên hết cho tôi. Tôi đã phải ngồi xổm cả nửa ngày rồi. Anh qua đây ngồi đi. Lúc nãy chúng ta vẫn chưa nói xong. Trên người của Chu Đại Mã cuối cùng là có thứ gì? Đơn Hải, anh em tôi với anh trước giờ không có thù oán gì. Tôi chỉ làm việc cho đảng quốc dân thôi. Anh đã giết người Nhật, đừng mong là người Nhật sẽ bỏ qua cho anh. Anh có giao đồ vật cho họ cũng vô ích thôi. Chu Đại Mã chết trong tay anh, đồ vật chỉ có thể ở trong tay anh. Anh tên là gì? Du Sĩ Nho. Du Sĩ Nho, tôi nói cho anh biết, tôi mà ghét người nào, tôi sẽ lấy đao ra điểm thiểm điện câu lên mặt hắn. Tại sao vậy? Bởi vì tôi tên là Thông Thiên Lôi Đơn Hải. Anh mau thành thật nói cho tôi biết, nếu không tôi sẽ để dấu trên từng người của các anh. Nói, rốt cuộc là món đồ gì? Anh em tôi làm việc cho đảng quốc, thà là ngọc nát chứ không làm ngói lành. Tùy anh thôi. Anh vẫn chưa biết Đơn Hải tôi là ai rồi. Anh coi cái đầu của anh đi. Trước thì dồ, sau thì dẹp. Lúc nhỏ ngủ không ngon đúng không? Nằm riết khiến đầu dẹp lép tới như vậy. Với cái đầu này của anh, tôi thật không biết nên làm sao ra tay đây. Nếu vậy, chúng ta làm bạn đi. Tôi cũng không muốn làm khó anh. Anh nói tôi nghe xem, Chu Đại Mã rốt cuộc có bảo bối gì mà khiến anh sốt sắng tới vậy hả? Đó là bảo bối của Chu gia, đáng giá hơn mấy trăm con trâu. Được rồi chứ, đáng giá hơn mấy trăm con trâu. Anh nói tôi biết, tôi đi đường nào sẽ tìm thấy được kho báu này. Nếu anh thật sự không biết đồ vật đó ở đâu, tôi khuyên anh đừng vội bước vào vũng nước đục này. Vậy là không phải chỉ hơn mấy trăm con trâu rồi. Mau nói tôi biết, Tam Di Thái của Chu gia đang ở đâu. Đi vào đó chỉ có con đường chết thôi. Xem ra bảo vật rất lớn rồi. Tám lượng chín tiền. Đông gia cứ nói đi. Những người đang đứng đây trói thật kỹ, nhét kín miệng vào. Ngồi xuống, tất cả ngồi xuống đi. Ngồi xuống hết đi. Các anh em trên núi nghe đây, nhắm thật chuẩn cho tôi, ai nhúc nhích bắn chết luôn. Trại Hải Long. Chào đại đương gia. Phim được dịch Huyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Ông có tương lai một chút được không? Toàn chơi mấy món dớ dẫn này. Dưới núi loạn tới vậy rồi, ông cũng không xuống xem thử một chút, ít nhiều cũng có chút ý kiến chứ. Tôi xuống đó để làm cái gì chứ? Tên Yamashita dưới núi đâu có quan hệ gì với tôi đâu. Người Nhật tới đây, quan phủ ở đây cứ như kẻ mù giữ cửa vậy. Gấu vừa đến nhà là không ai dám lên tiếng.
Cũng không biết đám quan phủ giàu có và đám lính nhận quân lương kia chạy đi đâu không biết, không thấy bóng dáng đâu hết. Thiên hạ này thật sự bị người Nhật chiếm hết rồi. Chiếm thì chiếm đi, chúng ta giữ bình an cho một phương, kiếm ít tiền mãi lộ. Người Nhật tới thì sao chứ? Chúng ta không đắc tội họ, họ cũng không chọc tới chúng ta. Nói dễ nghe lắm, nếu lỡ người Nhật tới gây phiền phức, lúc đó làm sao đây? Trải qua nhiều đời chính phủ, ai cũng muốn tới gây phiền phức cho tôi, nhưng cuối cùng vẫn là tôi gây phiền phức cho họ. Ngũ Di Thái của Thạch Ngũ Tam chẳng phải bị tôi trói lại đó sao? Nghe nói lần này bà xuống núi bắt được hai người đẹp có phải không? Tai ông cũng thính lắm. Hai phụ nữ đó đúng là người đẹp như hoa đó. Đẹp như hoa thì có ích gì chứ? Nếu không có người đến chuộc là phải giết con tin. Thật đáng tiếc mà. Tôi nói trước, không được gần nữ sắc, không được phép chà đạp phụ nữ. Đây là quy định chúng ta đã lập ra từ lúc lên núi rồi, con nhớ chưa? Hai đứa con trai của chúng ta cũng tới lúc cưới vợ rồi. Ông thôi đi, không cần phải lo đâu, có gì mà gấp chứ? Đừng đụng vào tôi. Đi, đi, bên này, đi qua đây. Đi nhanh chút đi. Đứng lại. Không ngờ bà là thổ phỉ. Là thổ phỉ đó. Lúc này ở dưới núi nhiều người phức tạp, không tiện nói chuyện. Cô gái, cô nói đi, cô là con gái nhà ai vậy? Nói tôi biết đi, tôi cam đoan không làm hại tới cô. Chúng tôi không nói chuyện với đám thổ phỉ đâu. Còn hung dữ kìa, cũng bướng bỉnh lắm đó. Tôi thích cô gái tính tình cương liệt như cô. Các người mau thả chúng tôi ra. Bây giờ thì không thả được rồi. Chị thả chúng tôi ra đi. Chúng tôi là dân đi chạy nạn, trong nhà không có tiền. Nói nghe xem, trong nhà đang gặp khó khăn gì? Trong nhà còn người nào nữa không? Chúng tôi ở Chu Đại Trang. Bà biết Chu Đại Trang không? Toàn thôn chẳng còn sống được mấy người. Các người muốn tiền thì không có, nhưng muốn chém giết thì tùy các người. Hiện giờ quốc gia đang lâm nguy, các người đã không cống hiến gì cho quốc gia, lại còn đi bắt cóc tống tiền. Các người còn là người sao? Cô vừa mới nói gì? Chu Đại Trang sao? Đúng, chúng tôi ở Chu Đại Trang. Không được, chúng ta phải nghĩ cách vào thành, đi tìm Tam Di Thái. Đông gia, sao đột nhiên anh lại muốn đi tìm Tam Di Thái của Chu Đại Mã? Các người nói bảo bối của Chu Đại Mã, nếu hắn chết sẽ truyền cho ai đây? Chắc chắn truyền cho người nhà rồi. Không phải đại thiếu gia thì là đại tiểu thư. Nhưng mà bây giờ đi đâu tìm họ đây? Đại tiểu thư nhà họ cũng đang đi tìm Tam Di Thái. Du Sĩ Nho cũng nghĩ tới chuyện này. Đây là một vụ lớn rồi. Tôi đã xem sách quẻ của Đông Gia rồi. Trong sách nói là Đông Gia sắp sửa phát tài lớn. Đại ca, hai tên nhóc các cậu đang làm gì vậy? Mau giải hai người phụ nữ đó ra ngoài. Tôi thẩm vấn bọn họ thật kỹ đây. Mau ngồi xuống đi. Đúng là cô bé xinh đẹp thật. Thật đáng tiếc.
Cô chính là Tam Di Thái của Chu Đại Mã đó sao? Là học sinh ở Bắc Bình đào hôn nên chạy tới đây. Quả nhiên khiến cho người ta thèm thuồng đó. Đáng tiếc là các người đều phải chết. Có biết tại sao không? Chu Đại Mã cha cô với lão đương gia có mối thù giết con. Năm đó lão đương gia dẫn người tiến đánh Chu Đại Trang, con trai ruột bị Chu Đại Mã chém. Cho nên lão đương gia muốn lột da các người, lấy ra làm đèn trời. Cô em nhỏ, chắc cô vẫn chưa xuất giá phải không? Chưa hưởng qua mùi vị đàn ông chứ gì. Hôm nay anh đây sẽ cho cô nếm thử, để cô trước khi chết cũng được làm đàn bà đó. Tên khốn lưu manh, cô dám mắng tôi sao? Tôi đánh chết cô. Anh à, anh đừng đánh mà. Cô ta là tiểu thư, không hiểu chuyện nam nữ. Anh tìm tôi đi, tôi hầu hạ anh. Dì Tam, dì làm gì vậy? Dì muốn chết sao? Dạ dạ, chim non không dễ chơi, cô ta đâu có biết chiều anh. Cô đó đúng là rất hiểu đạo lý nha. Dạ dạ. Nè, các người đứng đó làm gì? Mau ra ngoài cho tôi. Hiện giờ không có ai, chúng ta vui vẻ đi. Dì Tam, có chết cũng đừng hòng đụng được tới tôi. Để tôi coi cô làm gì. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Tránh ra. Dì Tam, đi mau. Đi mau lên. Dì Tam, chạy mau đi. Bên này. Bảy năm trước, chúng ta tới Chu Đại Trang gặp phải một vụ nổ lớn. Ngay cả con ruột của tôi cũng đã bị mất mạng. Trời xanh có mắt, Chu Đại Mã chết rồi. Con gái của hắn ta, còn có Tam Di Thái nữa, đã rơi vào tay của chúng ta rồi. Người đâu? Giải bọn họ lên đây. Hôm nay bắt được hai người các người, một người làm đèn trời, một người chặt làm tám khúc, để tế vong linh trên trời của con trai tôi, hiểu chưa? Con gái của Chu gia, Tam Di Thái, hai người biết tội chưa hả? Các người đang phô trương gì vậy? Nhiều người như vậy chỉ để đối phó với hai người phụ nữ, có đáng không chứ? Các người không thể giết chúng tôi. Các người giết chúng tôi, chính phủ sẽ tiêu diệt sơn trại các người. Người Nhật tới đây, chính phủ chạy mất rồi. Cô còn nói chính phủ cái gì chứ? Cô ngu ngốc quá rồi đó. Họ Trình kia, cảm ơn ông đã toại nguyện cho tôi. Tôi không thèm sống chung với đám người cướp bóc như các người đâu. Muốn được chết sớm sao? Không dễ như vậy đâu. Mau bắt cô ta, trói vào cột. Các người dám sao? Các người muốn làm gì? Thả ra, thả cô ấy ra. Dội nước lạnh cô ta đi. Cha, mẹ, Tiểu Sơn báo, có chuyện gì? Các anh em đi Ninh Hải Châu mua thuốc trị thương về rồi. Lần này anh em bị trúng đạn đã có thuốc trị thương rồi. Còn chuyện gì nữa không? Mẹ, họ có cầm về tờ thông báo của người Nhật. Đọc đi.
Hoàng quân ra lệnh truy nã phần tử chống Nhật Chu Dương, Trần Tuyết Dung. Cái gì? Người Nhật cũng muốn bắt bọn họ sao? Chà, người Nhật còn treo thưởng rất cao đó. Hai người này, chỉ cần bắt được một người là được thưởng số tiền lớn, thậm chí còn cho làm quan. Mẹ, bây giờ thời thế không còn giống trước đây nữa. Con thấy là đám người Nhật này so với hàng Phục Cừ, Du Học Trung còn thẩm thẩm gì đó vẫn lợi hại hơn nhiều. Người Nhật còn nói họ có máy bay, có đại pháo, còn có pháo hạm nữa. Đại pháo của họ đang bao vây toàn thành Quy Hải bên ngoài rồi. Nghe họ nói các sơn trại bên ngoài có nhiều người tới đầu quân cho người Nhật. Chúng ta cũng nên tranh thủ thôi. Chậm nữa coi chừng muộn đó. Ý của con là chúng ta đưa hai người này tới giao cho người Nhật sao? Vậy người Nhật có thể thưởng cho chúng ta bao nhiêu đây? Cái này có viết ở trên tờ thông báo mà. Các người không biết đối với người Nhật chúng tôi đáng giá bao nhiêu đâu. Nếu các người giết chúng tôi, các người sẽ rước họa vào thân đó. Người Nhật sẽ cho người tới hủy diệt đỉnh núi này. Dì Tam, dì định làm gì vậy? Con đừng có nhiều chuyện. Lần này người Nhật cho tiền thưởng rất nhiều. Hay là chúng ta xuống chào hỏi họ một chút đi. Đồng gia, chúng ta lẻn vào tìm gì ăn đi. Đồng gia đâu có giống anh. Đồng gia là ân nhân của họ đó. Hai cậu ở bên ngoài chờ tôi. Là cậu sao? Chú Phan, vào trong rồi nói. Hiện giờ bên ngoài vô cùng nguy hiểm, họ truy bắt cậu khắp nơi. Sao cậu còn ra ngoài chứ? Mau vào đây, tôi lấy đồ ăn cho cậu ăn. Xin mời. Ở nhà mà chú Phan chuẩn bị nhiều món như vậy sao? Cái này vốn là định mời khách, nhưng mà khách không đến, cậu lại đến. Vậy cậu hưởng thụ đi. Có chuyện gì mà mời khách vậy? Xã giao thôi. Con còn hai người anh em nữa, kêu họ vào luôn được không? Được chứ, kêu họ vào đi. Chào chú Phan đi. Chú Phan, đều là người trong nhà. Cậu coi, lần này tôi còn phải cảm ơn cậu đó. Lần trước thổ phỉ bắt con trai tôi đi, nếu không có cậu giúp đỡ, tôi có tán gia bại sản cũng không chuộc được con tôi về. Mọi người ăn tự nhiên đi, tôi lấy rượu cho cậu. Được. Mau lại đây, ăn đi. Đông gia, đã ba ngày không được ăn thịt rồi. Anh đúng là đồ ham ăn đó. Tôi coi quẻ cho anh rồi, kiếp sau anh vẫn là một tên ham ăn thôi. Đông gia, hãy để tôi ra ngoài canh chừng. Ăn đi Đông gia.
Lão già này sao vậy? Ông bị điếc à? Gõ cửa lâu như vậy cũng không mở cửa. Không biết khách quý tới thật thất lễ mà. Lão già, hôm nay chúng tôi tới đây không cướp bóc, cũng không đòi tiền. Được được, tôi muốn mượn chỗ ông ở một đêm thôi. Được được, ra canh chừng đi. Dạ. Đừng đừng, phòng đó đang có người rồi. Mời qua bên này. Có người rồi. Có người thì kêu họ ra ngoài, không phải là xong rồi sao? Ông ngốc thật. Ngồi yên đó đi. Ra ngoài canh chừng đi. Ngồi yên đi. Lão già, có phải ông là gián điệp của người Nhật không hả? Không phải, không phải. Tôi là con nhà Thư Hương, sao có thể làm chuyện này chứ? Không đâu, không đâu. Bưng mấy đồ ăn thừa này đi đi. Dọn đồ mới lên đây. Tránh ra. Bánh này tôi đang ăn mà. Đều là anh em đi chung đường, anh đừng làm bậy. Tôi nói nè, anh đừng tìm cái chết đó. Tôi không muốn giết anh đâu. Bớt nói nhảm đi. Tôi nói nè, nếu là cùng đường thì nghe tôi nói đi. Về mà nói với cha cậu, ông đây là thiên binh thiên tướng, dám tới đây ăn hiếp người nhà của tôi. Có biết ông ấy là ai không? Chủ tôi đó. Ăn chùa uống chùa lâu nay vẫn sợ chưa đủ mập sao? Có tin ông ấy đem cậu đi hầm canh luôn không? Có gì từ từ nói. Từ từ nói mà. Anh đừng ngốc mà đi chọc tức nhị hổ này. Anh đừng làm chuyện ngu ngốc đó. Tôi là người có thân phận đó. Có thân phận sao? Có gì cũng dễ thương lượng mà. Có gì cũng dễ thương lượng mà. Có gì cũng dễ thương lượng. Có thể thương lượng với nhau đi. Nè 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 nè. Ai kêu số anh không tốt chứ? Thật không đáng đánh mà. Cả ba về lòng đất hết rồi. Cậu nói cậu là người có thân phận. Cậu có thân phận gì? Anh nói trước đi. Anh có lai lịch gì? Người trong giang hồ lang bạc tứ phía, chuyên đi trừng trị mấy tên ăn chùa như cậu đó. Anh làm gì cho người Nhật sao? Tôi là tổ tông của chúng. Thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa, trại Hải Long, Trình Lão Thất là cha nuôi tôi. Trình Lão Thất là cha nuôi cậu. Vậy Lão Hắc Miêu là mẹ nuôi cậu rồi. Anh kia, nếu anh dám đắc tội với cha mẹ nuôi của tôi, anh coi chừng chịu không nổi đâu. Vậy sao? Sao cậu không ở trại Hải Long, cậu chạy lạc xuống tận đây làm gì? Tôi đi đưa hàng cho người Nhật. Hôm nay anh chặn đường của chúng tôi là anh đắc tội với người Nhật rồi. Đắc tội với trại Hải Long, anh coi chừng mạng cũng không còn nữa đâu. Vậy sao? Tôi cũng muốn xem cậu đưa hàng gì cho người Nhật. Tôi cũng đang rất muốn nịnh bợ bọn chúng đây, thăng quan phát tài. Ninh Hải Châu này phải há miệng thật lớn.
8 lượng. Họ đưa hàng gì vậy? Đang vác vào kìa. Cứu tôi! Cứu tôi với! Anh nghe đây, đây là hàng tôi phải giao cho người Nhật. Anh dám cướp đi, tôi sẽ lấy mạng anh đó. Đại anh hùng, xin cứu mạng. Tôi là Tam Di Thái của Tư lệnh Chu, anh hùng chống Nhật ở Chu Đại Trang. Cứu tôi! Cứu tôi với! Tam lượng, 9 tiền. Có. Lôi tên súc sinh này ra ngoài cho tôi. Nếu hắn dám kêu cứu thì chặt hắn luôn đi. Anh định làm gì đây? Đây là hàng tôi phải giao cho người Nhật. Hàng của trại Hải Long đó. Ngồi đi. Chú Phan à, rót cho cô ta ly nước đi. Cô uống nước đi. Tôi ra ngoài chờ nha. Cô thật sự là Tam Di Thái của Chu Đại Mã sao? Anh là ai vậy? Tôi là ai không quan trọng đâu. Tôi nghe nói người đàn ông của cô có bảo bối đáng giá hơn 200 con trâu. Tôi không biết. Đừng nói dối tôi nữa, tôi hứa không làm hại cô đâu. Tôi thật sự không có nói dối. Tuy tôi lấy Tư lệnh Chu, nhưng trước giờ tôi chưa từng hỏi chuyện của ông ấy. Cô không biết sao? Bảo bối mang theo vào quan tài mà cũng không biết sao? Cô nói với Đơn Hải những lời này, cô nghĩ tôi sẽ tin à? Anh là Đơn Hải sao? Lão tử quyết không đổi tên. Anh chính là kẻ đã giết chết Tư lệnh Chu à? Các người có phải uống lộn thuốc rồi phải không? Ai cũng nói tôi giết Chu Đại Mã. Cô có thấy tôi giết Chu Đại Mã không? Hả? Tôi không nói nữa. Cô mau nói cho tôi biết, cô có biết chuyện của bảo bối này hay không? Nếu cô không biết thì ai biết đây? Đơn Hải, anh thật sự không có giết Tư lệnh Chu sao? Nếu anh không giết ông ấy, tôi cầu xin anh một chuyện thôi. Anh mau đi cứu Chu Dương đi. Chu Dương bị làm sao nữa? Chu Dương còn bị kẹt trong trại Hải Long. Chúng tôi bị trại Hải Long bắt. Đúng ra họ định lột da để đốt đèn trời. Nhưng sau đó bọn họ đột ngột đổi ý, nói là giao chúng tôi cho người Nhật. Nhưng bọn họ không yên tâm nên đưa tôi tới Ninh Hải Châu trước, coi người Nhật có thực hiện lời hứa không. Nếu như người Nhật thực hiện đúng như lời thông báo, họ sẽ đưa Chu Dương tới đó. Nếu người Nhật không thực hiện đúng lời hứa, họ sẽ giết chết Chu Dương. Chu Dương hiện giờ ở trại Hải Long sao? Đông Gia, có mấy người đang kéo tới đây. Xem ra đám lừa này đã đánh động họ rồi. Anh bạn à, người Nhật tới rồi, cứu tinh tới rồi. Đèn lồng treo lên, người ngoài thôn liền kéo tới. Chú Phan, chú hại tôi sao? Tôi thật sự không còn cách nào hết. Bọn họ bắt người nhà tôi tới Ninh Hải Châu làm lao dịch. Chỉ khi treo đèn lồng, khi cậu tới đây, để họ tới bắt cậu, họ mới thả con trai tôi về thôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Lúc đầu tôi còn cảm thấy mình có lỗi với chú. Giờ thì tôi không còn nợ gì nữa. Tôi thật sự không còn cách nào khác hết. Đơn Hải tôi ghét nhất là bị người khác bán đứng.
Đông gia, hắn lấy oán trả ơn, xử hắn đi. Những gì tôi nói với cô ấy, lát nữa chú có nói với người Nhật không? Không đâu, tuyệt đối không nói. Đông gia, mau đi thôi. Tôi tin chú. 8 lượng. Dẫn tên này đi theo. Dạ. 9 tiền. Đưa cô ấy đi theo, nhanh lên. Quẻ trên sách có nói rồi, tôi làm việc, anh yên tâm đi. Đi. Đi mau. Chú Phan, đừng gạt tôi nữa, tôi rất nóng tính đó. Đi. Đi thôi. Thái quân, bọn họ đâu rồi? Bọn họ làm gì? Sao lại có người chết? Đánh nhau, đánh nhau. Chạy. Chạy rồi, chạy rồi. Chạy hết rồi. Hai cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Hiểu rồi, nhớ rồi. Phải cho trại Hải Long biết thế nào gọi là ăn chùa. Ai nói tôi tới đó ăn chùa? Tôi chỉ tới đòi lại cái giá hợp lý hơn thôi. Chu Đại Mã có bảo bối, tôi sẵn sàng chi tiền để coi trại Hải Long có hiểu quy tắc hay không. Đông gia, tôi hiểu ý của anh rồi. Còn Tam Di Thái này, nhớ trông chừng cho kỹ, cũng là hàng đó. Hiểu rõ? Hiểu rồi. Đồ khốn kia, cô dám làm mặt tôi bị thương, hôm nay tôi phải bóp chết cô. Trình Tiểu Điện, mới bị thương đó mà con quên rồi sao? Mẹ, không phải mẹ nói bắt cô ta lên núi để làm vợ con hay sao chứ? Cô ta là con gái của Chu Đại Mã, con đừng nghĩ tới chuyện động tới cô ta. Nếu không, con sẽ tự chuốc lấy rắc rối vào người mà thôi. Con phải bóp chết cô ta. Mẹ, con biết mọi người muốn giao cô ta cho người Nhật. Được thôi, vậy để con quỷ mặt cô ta trước, móc mắt cô ta, cắt mũi cắt lưỡi, để con cắt hết. Tức chết mà, con nhìn bộ dạng không có tương lai của con đi. Tiểu Sơn báo xuống núi đã lâu rồi, vụ mua bán này người Nhật có làm hay không, thử một lần là biết ngay thôi. Nếu họ không làm, vậy thì cô ta tự chuốc họa vào thân rồi. Lão đương gia, dưới núi có người tới khiêu chiến. Đi, đi xem thử. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Cậu ở đâu chui ra vậy? Hai vị là đương gia của trại Hải Long, Lão Hắc Miêu và Trình Lão Thất đó sao? Cậu ở tuyến nào? Tôi không phải là đương gia trên núi như các vị đâu. Tôi đi 4 phương 8 hướng, thích đi đâu thì đi. Tôi chỉ là người buôn nước miếng đi dọc bờ biển. Gió lớn nước cao, dễ nhấn chìm. Hắn là tên mã tặc. Cậu xưng danh đi. Thông Thiên Lôi Đơn Hải. Cậu chính là Đơn Hải hành sự đơn độc. Đúng vậy.
Hôm nay cậu xông lên sơn trại chúng tôi, có việc gì? Đừng nói xông lên, tôi tới gõ cửa các vị mà. Tiểu Sơn Báo chắc hai người rất quen chứ? Cậu có ý gì đây? Hai người để Tiểu Sơn Báo đưa tam di thái của Chu Đại Mã xuống giao cho người Nhật để lãnh thưởng, nhưng họ không tới đó. Họ đã đưa tam di thái tới Ngụy Hợp Hưng, kiếm được ít tiền đi mất rồi. Sao cậu lại biết chuyện này? Trên giang hồ có ai mà không có tai mắt? Tiểu Sơn Báo kết nghĩa anh em với người của tôi. Tôi còn biết các người bắt cả con gái của Chu Đại Mã đem lên làm áp trại phu nhân, nhưng giờ cũng muốn giao cho người Nhật lập công lãnh thưởng, có phải không? Cậu muốn gì? Cứ nói thẳng đi. Có ai biết chữ không? Đọc lên cho họ nghe đi. Đơn Hải tới Chu Đại Trang trợ giúp Hoàng Quân giết chết phần tử chống Nhật Chu Đại Mã, nhưng hiện có chút hiểu lầm với Hoàng Quân. Giờ Hoàng Quân sẽ bỏ qua chuyện cũ, không chỉ thu nhận còn cho làm đội phó. Được rồi, đừng đọc nữa. Hai vị đương gia, giờ tôi đi vào vấn đề đây. Tôi muốn mua lại con gái của Chu Đại Mã, đưa cô ta tới cho người Nhật để nhận chức quan lớn này. Tôi ra giá, sợ cậu trả không nổi đâu. Tháng 3 năm Dân Quốc 24 có xảy ra một chuyện lớn, mọi người có nghe chưa? Tiệm vàng ở Ninh Hải Châu bị cướp, lúc đó mất mấy ngàn lượng bạc. Cậu làm sao? Ông nói tôi có mua nổi hay không? Ra giá đi. Ba ngàn đại dương. Bao nhiêu? Ba ngàn đại dương. Trại của các người một năm cũng không kiếm được 3.000 đại dương. 500. 2.000. 1.000. 1.500. 1.000. 1.500. 1.000. 1.500. Các người giữ lại cô ta từ từ chơi đi. Chờ, chờ đã nào. Tôi làm chủ. 1.200. Dẫn ra đây, cho tôi kiểm hàng trước. Dẫn người ra. Đi. Mới đó đã chuyển tay rồi sao? Con vẫn chưa trút được hận đó. 1.200 đồng đại dương trắng bóng đó, sao lại không chuyển tay được chứ? Mọi người cứ như vậy mà tin tưởng cái tên đó sao? Hắn chỉ có một mình, dù hắn có 3 đầu 6 tay cũng không có mạng mà đưa người đi. Hắn bỏ mạng ở đây là chắc rồi. Mẹ, mẹ muốn nuốt trọn luôn sao? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Ngoan ngoãn chút đi. Lại gặp nhau rồi. Các người là một bọn sao? Cô nói đi, cô chạy lung tung chi vậy? Cô bỏ chạy làm tôi phải tốn bạc để chuộc cô về đó. Tôi để anh tốn tiền sao? Anh chuộc tôi về làm gì? Cô thấy tờ thông báo kia rồi mà. Tôi chỉ cần đưa cô tới chỗ người Nhật là sẽ ăn ngon uống say, tốt hơn so với bây giờ nhiều. Cậu hán gian. Phải rồi, bản danh sách trên người cô ta đâu rồi? Đi, vào lấy ra đây. Phải rồi, lấy cho cô ta chút gì đó để ăn đi. Cha, mau uống đi, người với đồ ăn không có thù đâu. Sao lại có mùi nước tiểu ngựa vậy? Trại Hải Long ăn những thứ này sao? Thứ này tôi không thèm đâu. Anh đưa tôi đi đâu? Tới nơi cô sẽ biết thôi.
Tới rồi. Đi, tia chớp, qua bên đây. Chờ đó. Một ngàn hai trăm đại dương. Để cô gái qua đây. Các người lấy tiền đi. Tiền có thể lấy đi, nhưng người, người không thể đưa qua. Vậy thì ông kiểm tra đi. Nếu không có vấn đề thì người tôi đưa đi. Còn tiền ông lấy đi. Được. Mấy người các cậu, canh chừng xung quanh thật kỹ cho tôi. Tất cả đều kéo cò súng sẵn sàng cho tôi, để tránh hắn giở trò. Đi thôi cô bé. Đi thôi. Có bẫy. Đứng im. Tất cả đứng im. Đang ngắm các người đó. Đừng chạy. Phim được dịch Thuyết Minh. Muốn đánh sao? Đánh nữa là ông chẳng còn dẫn ai trở về được đâu. Kêu họ bỏ súng xuống đi. Trình lão thất, ông về chuyển lời lão Hắc Miêu. Giá các người đưa ra tôi mua không nổi. Tổng cộng tôi chỉ có mấy trăm đại dương. Tiệm vàng Ninh Hải Châu đúng là bị cướp, nhưng không phải là tôi cướp. Và còn nữa, Đơn Hải này không phải là hãng giang. Tôi gặp người Nhật là gặp tên nào giết tên đó. Chưa hết, Chu Đại Mã cũng không phải do tôi giết. Tôi rất muốn giết hắn ta, nhưng vì tôi kính trọng hắn đánh người Nhật nên tôi tha cho hắn. Nghe rõ chưa? Đơn Hải, cậu dám phá bỏ tiền lệ, dám phá bỏ quy tắc giang hồ. Tôi sợ ông sao? Quy tắc giang hồ tôi hiểu rõ, nhưng ông là cái thá gì? Chu Đại Mã và người dân cả thôn chống Nhật nên bị giết sạch. Giờ con gái ông ấy rơi vào tay ông. Ông còn đòi lột da đem làm đèn trời, còn giao cho người Nhật để lãnh thưởng. Ông có xứng đáng nói quy tắc giang hồ không? Cả tổ tông mình cũng quên, mà hai người còn nhắc tới quy tắc giang hồ với tôi sao? Có cần tôi giảng lại cho nghe không? Cậu cứ chờ 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 cái đầu ông đó. Trở về nói với lão Hắc Miêu, nếu hai người còn dám nghĩ tới chuyện đầu quân cho người Nhật, tôi sẽ tới tiêu diệt vợ chồng hai người đó. Tôi sẽ quăng xuống biển cho cá ăn. Có rõ chưa? Cậu không muốn làm hán giang, vậy cậu bắt Chu tiểu thư để làm gì? Để làm gì liên quan gì tới ông chứ? Cha cô ấy trước khi chết đã giao cô ấy cho tôi, kêu tôi chăm sóc cô ấy, sao hả? Con nuôi của ông đang ở bên trong. Lát nữa tôi sẽ giam ông chung với hắn. Chờ tôi trở về nhà rồi tôi sẽ gửi thư kêu vợ ông tới đón các người. Đại tiểu thư, xong rồi, đi thôi.
Mau cởi, 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 cởi trói cho cha. Cha, con đánh không lại hắn ta. Đơn Hải, tôi phải giết cậu. Xuống ngựa đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng. Xuống đây đi. TV. Để tôi cởi trói cho cô. Anh đừng đụng vào tôi, đồ lưu manh. Vừa mở miệng là chửi người khác rồi. Đại tiểu thư, hoảng sợ rồi. Tránh xa tôi một chút. Cô coi, tôi vừa cứu cô từ tay Trình Lão Thất và Lão Hắc Miêu ra, ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, không biết phân biệt đúng sai. Cô nói đi, sao cha cô lại sinh ra đứa con gái không có đầu óc như vậy? Anh mới không có đầu óc đó. Tôi phân biệt rất rõ, anh là tên đại lừa gạt. Sao giờ tôi lại trở thành kẻ như vậy rồi? Anh nói câu nào cũng không phải là thật. Dù sao tôi cũng đâu có hại cô, có phải không? Ai biết anh có âm mưu gì? Cô coi tôi có xui xẻo hay không? Tôi muốn tới giết cha cô nhưng lại không giết được, còn phải vác theo cái gánh nặng này nữa. Sợ gánh nặng sao? Nếu sợ gánh nặng thì thả tôi đi đi. Tôi thả cô đi, vậy tôi uổng công quá rồi. Vậy anh nói thật đi, anh cứu tôi ra rốt cuộc có mục đích gì? Chịu thừa nhận là tôi cứu cô rồi sao? Coi như lần này anh cứu tôi đi. Có mục đích gì? Tìm một chỗ ngồi xuống rồi tôi nói cho cô nghe. Đi thôi.